Bí ẩn chưa được giải mã về chuyến tàu McGowan phần 1. Từ năm 1933, chuyến tàu ma đã trở thành một vụ án nan giải. Sự cố đoàn tàu mất tích liên quan đến vụ mất hộp sọ của nhà văn Nga nổi tiếng Gogol năm 1852. Năm 1931, khi người ta khai quật thi thể của ông lên thì lại phát hiện hộp sọ đã biến mất. Sau nhiều lần tìm kiếm, người họ hàng của Gogol đã tìm được hộp sọ thất lạc và mang nó trở lại Ý, nơi anh ta đóng quân. Vào mùa xuân năm 1933, viên sĩ quan người Ý cầm lấy chiếc hộp sọ của Gogol cùng em trai của anh ta và một vài người bạn lên tàu và bắt đầu khởi hành trong vui vẻ. Khi đoàn tàu đi vào một đường hầm dài, em trai của người sĩ quan muốn pha trò với bạn bè để dọa họ nên đã bí mật lấy hộp sọ của Gogol ra khỏi chiếc hộp. Nhưng ngay trước khi tàu vào hầm, chàng sinh viên này lập tức nhảy khỏi con tàu. Anh kể với các phóng viên rằng một màn sương mù trắng lạ lùng đã nuốt chửng chuyến tàu. Trong số 106 hành khách, chỉ có 2 người sống sót bằng cách nhảy ra khỏi tàu trước khi nó biến mất một cách khó hiểu.